Xin chào mọi người, hôm nay là mùng 10 tháng 10 2019, em tên Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người, em mới về được một ít lan báo hỷ nè, rồi một ít hương duyên thì coi rất là dài, bụi to rất đẹp, rồi và kiếm lô hội nhé. Kiếm lô hội nè và một ít lọng nữa, lọng xòe nhé mọi người. Đó, hôm nay chỉ có một ít như thế này thôi. Quả này, rồi em xin giới thiệu lọng trước. Đây, lọng thì hôm nay em có một ít như thế này, nhiều này chắc cũng trồng được 4 chậu này. Đó, rất là nhiều, rất nhiều củ luôn. Rồi, lọng cũng là một cái loại lan mình có hoa rất đặc biệt, rất là ngộ nghĩnh luôn. Đấy, mình về mình sưu tầm hoa ngắm nó cũng hay hay. Đang lọng xòe bao nhiêu đây là 150 ạ. Rồi, loại tiếp theo này là báo hỷ. Báo hỷ đợt này thì em là dặn người đi lấy là nên ít cắt thân già, nếu thân già không bị gãy thì cứ để im, đừng có nên cắt. Đấy, cho nên là về hôm nay là những về rất là đẹp. Đấy, đây ví dụ như cái về này. Đó, thân rất là to khỏe, bên cạnh thì cũng còn rất nhiều thân già. Đấy, thân già nhiều thì mình sẽ thuần rất là dễ để nó dưỡng sức cho cái mầm tơ lên. Rồi hình, mỗi hình là em cũng bán với giá là 100.000 nhé. Rồi hình số 1 là 1 về, 2 về, 3, 4, 5, 6, 7 về. Đó, thân dài, có cái thân to này dài 60 cm. Đây, bên cạnh nhà em đây 60 cm rồi. Đó. Rồi hình số 2 như sau. Đó, mọi người nhìn thấy là hôm nay là báo hỷ này, thân già thân tơ đều rất là đều và đẹp. Đó, về nào cũng đẹp hết. Hình số 2. Hình số 2 đây. Hình số 2 của 100 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 về. Hình số 2 được 8 về. Rồi hình số 3 đây ạ. Hình số 3 cũng được 8 về. Có một cây thân rất là to, hầu hết là to và về rất là khỏe nhé. Nó báo hỷ cái thời gian này là nó đang rụng lá nha mọi người. Đó, đây nó đã thắt ngọn này và một số lá nó bắt đầu ngã vàng và rụng để chờ hoa nhé. Đó, đây hình số 3 đây ạ. À, rồi em xin giới thiệu hương duyên. Hương duyên hôm nay cũng rất là đẹp, về dài. Đó, hương duyên thì nó dài tầm 60, 70, 80 cm. Đó, có bụi ngắn thì tầm 30, 40, 50 cm. Đó, hương duyên là hoa cũng nhìn cũng rất là hay, bởi vì hoa nó sẽ mọc đây, nó sẽ mọc bên nách lá, nó sẽ đều hai bên, nó xòe ra hai bên và nó kéo dài thành một chuỗi như thế này, nhìn rất là đẹp. Đó, mỗi hình số 1, đây là hình số 1 ạ. 1 về, 2 về, 3 về, 4 về, có một về to. Đó, một về này, đây mọi người nhìn thấy cái về này. Đó, hình số 1, 100.000. Rồi sang hình số 2 là một về cực to luôn. Cái này mọi người nhìn thấy là nó nguyên một tấm luôn nhé. Đó, nguyên một tấm, nó bao một cái khúc cây. Họ đã gỡ ra nguyên một về luôn. Cái về to này là em bán với giá là 150 ạ. Đó, đấy, về này là về là mùa tới là hoa rất là sai luôn này. Đấy, thân dài, lá này đều, rất nhiều thân có lá luôn. Đó, và nhiều thân chưa có hoa nữa luôn này.
Đấy. 150. Rồi hình số 3 là 100. Hình số 3 có một dề cũng tương đối to. Đó. Rồi 2 3 4 có 4 dề nhé. Đó. 3 dề nhỏ và một dề to. Hình số 3 100. Rồi em xin giới thiệu kiếm lô hội. Kiếm này là kiếm lô hội nhưng không phải là kiếm tiên vũ. À, hình số 1 một dề to. Đó, 100.000. Đấy. Mọi nhìn thấy nó to này. Đấy, đây là tay của em. Đó. Cứ kiếm là cứ mỗi hình là 100.000 nha mọi người. Đó. Hình số 2 được 2 dề và một củ. Đó. Hình số 3 cũng được 2 dề và một củ. Đó. Hình số 4. Đây là hình số 4 là nguyên một dề. 100.000 một dề hình số 4 nhé. Rồi, sang hình số 5 ạ. Hình số 5 được 2 dề và một dề này 2 củ này. Đó. Hình số 5. Và hình cuối cùng hình số 6 là những cái hình những cái củ rời. Đây, dề cũng nhỏ. Đây 1 2 3 4 5 6. Đó. Hình số 6. 6 dề nhỏ. Những cái dề rời ra nhé. Rồi, hình số 6 của 100. Đó. Thì hôm nay em chỉ có 3 4 loại như vậy thôi. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh của em ạ.